Cách thị trấn Sapa khoảng 12 km về phía đông. Trên đường đến bản du lịch Tà Phìn, thị trấn Sapa, Lào Cai, bạn không nên bỏ qua cơ hội đến thăm di tích tu viện Tà Phìn. Hơn nửa thế kỷ qua, nơi đây đã bị bỏ hoang nhưng lại cuốn hút rất đông du khách dừng chân khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp mang đậm nét kiến trúc thời Pháp thuộc đằng sau những lớp bụi của thời gian phong kiến. Thưa quý vị và các bạn, đây từng là nơi tu hành của 12 nữ tu theo dòng tu khổ hạnh của hội thánh Kitô đã bị trục xuất ra khỏi Nhật Bản, lưu lạc đến xứ đạo của Lào Cai. 12 nữ tu đã có những đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu và phổ biến kỹ thuật canh tác các giống cây lương thực ôn đới, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở Sapa như lúa kiều mạch đen, đại mạch, các loại rau, khoai lang và các loại hoa quả tươi như là nho, táo, đào. Được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 10 năm 1942, nhưng mấy năm sau đó, một phần trong thiết kế còn lại của tu viện vẫn chưa được xây xong. Và năm 1945, do tình hình an ninh bất ổn, đoàn nữ tu đã rời về Hà Nội, tu viện còn dang dở bị bỏ hoang thành phế tích cho đến ngày hôm nay.